Em đại diện cho bánh cuốn Tây Hồ thì mình đếm tiền đã hôm nay là cuối ngày thì là số tiền là 2.300. Dạ, tổng cộng hôm nay. Dạ. Thì bây giờ mình giao tiền qua bên cho bé. Dạ. Xin mời. Happy July 4 mọi người. Cảm ơn mấy chị ở ngoài biển của nhóm anh Hoàng Thiện đã tới ăn bánh ướt ủng hộ. Bánh nước với là trà đậu xanh rất ngon. Nước đậu xanh lá dừa. Đậu xanh lá dừa rất ngon. Được ăn ngon. Được ăn ngon. Làm từ thiện. Cảm ơn rất là nhiều. Lớp như chơi lấy phương. Ủa hộ 2 bên hông Phú Lộc Thọ. Ở trên đường Môn Sa, góc đường Sài Gòn. Bên hông Phú Lộc Thọ. Chị Hai với em Sơn từ bên Việt Nam qua du lịch chơi thì vào bếp phụ giúp luôn, chạy bàn rồi mấy chị này là ở ngoài biển tập thể dục chung với em ngoài biển á. Dạ hai dạ kêu cái là chạy ra ủng hộ. Chị Vũ đâu chị? Dạ. Có ăn chay không ạ? Hay là 12 giờ chắc. 12 giờ. Dạ. 12 giờ xin lịch. Sao chú ăn bánh ướt mỗi 2 tuần chú thấy sao chú? Ngon nha. Thêm có được không chi phục vụ này càng ngon nữa. Đó thì con phục vụ đó. Thêm rau, gọi điện cho chú cùng hai con đem về. Dạ. Cảm ơn chị Hồng đã ra phụ giúp trong bếp. Bây giờ ra ngồi tiếp khách lâu ngày hai anh em không gặp mặt. Đây là bé mình sẽ ủng hộ cho bé hôm nay. Là bé này. Mấy chị ở ngoài biển ra ăn ủng hộ. Cảm ơn anh đã nhớ và ra đây ăn ủng hộ. Sao ăn bánh ướt anh thấy như thế nào? Có 10 đồng một phần thôi mà không phải là ngon không mà rất là ngon. Đầy đủ. Dạ. Mà mình vừa làm được những việc tốt nữa. Những số tiền hôm nay bán được là cho bé mặc áo màu đen bên đó đó. Được rồi em nóng cái gì. Để mình đoàn giao tiền. Anh cứ việc xin tiền sang mình bán là tháng giờ đó. Đúng rồi. Thì anh cứ chị cho tôi. Gửi là ngoài nha. Nói từ sáng giờ là bé chưa tới á. Thì 5.5.7 đã tính giờ là bán 5.7. Thì giờ bàn giao lại có bé đây thì bàn giao lại. Rồi một lát là mọi người bán đó thì em cứ nhận tiền. Từ lúc 10 giờ sáng tới giờ là mình bán được 570 đô. Thì bây giờ mình bé mới tới thì mình bàn giao cái số tiền này, tất cả số tiền lại cho bé. Thì từ đây chở tới lúc 2 giờ thì sẽ số tiền sẽ đưa cho đó cho bé trực tiếp. Mọi người cứ ăn gì thì lại đưa cho bé hết. Yeah. Rồi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ đã tới đây để gây quỹ cho bé. Bé là mồ côi cha mẹ thì đang được sự giúp đỡ của mọi người. Đại nghị viên Amy Fang West muốn cảm ơn quý vị đã ra ủng hộ bé Hà Sinh. Tại vì Hà Sinh đã mất ba và mẹ luôn. Mẹ recently tại trong cái e-bike accident. Rồi cộng đồng Việt Nam của mình ở đây đã giúp, đã come out, đã ủng hộ. Bữa nay any tiền thì bánh cuốn Tây Hồ anh Trí sẽ donate every proceed sẽ cho đứa bé này từ 10 giờ cho đến 2 giờ trưa đây. Rồi quý vị muốn ra ủng hộ thì xin ra ăn ít mấy bánh cuốn. Ok. Cái chương trình này là cũng có nhờ có anh Hoàng ở Montara là giới thiệu qua ha. Đáng lẽ là cái ngày này là của làm từ thiện cho Việt Nam nhưng mà anh Hoàng đã tài trợ 1.500.
để cho bên Việt Nam, nhưng mà để thay về cái chương trình này để làm cho bé này. Yes. Yeah. So, mình cảm ơn anh Hoàng từ Montana. Lời cuối cùng cho xin chào anh Nguyễn Trọng. Chia sẻ cảm ơn Việt Nam. Đúng rồi, cho Việt Nam. Cho Việt Nam bởi em sẽ rồi, xong cho rồi làm hôm nay để cho bé này. Ok. So, cảm ơn các vị, xin chào anh Hồ. Bây giờ bé này cần tiền để mua xe use, cái xe use để chạy vòng vòng, và also tiền để trả cái funeral anything expense, và also cái tiền để đi học. Bây giờ she đương học đi yes. Yeah. Ok, Nghị Trọng Hoa đây. Xin chào Nghị Trọng. Xe xe. Xe xe cơ hội. Nghị Trọng đây. Trọng đi. Trọng Trung Quốc hỗn cho mình. Cái đó chúng ta ở bình thường. Translate. Có nhiều người hiểu. Nghị Trọng. Xe xe cơ hội. Xe xe cơ hội. Em chỉ có biết nói là cảm ơn tất cả đồng bào Việt Nam. Xe xe cơ hội. Ok, xe đã giúp cho em. Happy. Are there Don't worry. Don't worry. Are there anything you want to tell the audience to come to support you today? Do you translate the call? Ok, em nói là em rất là cảm ơn và em hy vọng là trong cộng đồng nếu được sẽ giúp cho em trong những cái chuyện mà khó khăn của em gặp. Em xin giúp đỡ cho em. Yeah, thank you. Ok, mì quan sư. Cảm ơn, okay. Cảm ơn quý vị. Okay. Thank you so much. And please get a plot to Bánh Cuốn Tây Hồ. Cảm ơn Bánh Cuốn Tây Hồ rất là nhiều đã làm cái event này bữa nay. Dạ, tụi em thì Bánh Cuốn Tây Hồ là ông bà chủ là mỗi hai tuần là chúng em làm cái quỹ để xây nhà, xây cầu. Mà hôm nay thì đặc biệt là mình làm cái chương trình này đặc biệt cho bé mồ côi này. Bé tên gì? Hà Sinh. Hà Sinh. Dạ. Rồi em muốn cảm ơn volunteer của mấy chị luôn ở đây. Dạ. Cảm ơn. Thì chúng em là chỉ làm thiện nguyện thôi, cứ mỗi hai tuần chúng nay em ra đây giúp đỡ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn. Cô về cha, em bé một cô cha mẹ. Các chị ở đây rất là có ý đạo. Chào mọi người tới nhà em. My friend give the gift. Rồi có this one, I don't know. Chị từ đâu tới? Mình là một người bạn. Tại vì mình là người quen đến đây cho order. Xong rồi bạn nói gửi cho bé giùm. Thì nghe giúp bạn nghe, nghe gửi cho 200 bạn của nghe. My friend give a gift to you. Rồi để nghe order to go. Này nghe giúp giùm bạn. Còn to go thì nghe order rồi gửi tiền như thế nào ha? Gửi sắp phố cho cháu. Mấy phần thì mua mấy phần là 10 đồng. Một phần 10 đồng hả? Thôi lấy 5 order đi. Hay là 10 order đi. Đi tặng người này người kia. 10 order. Dạ, 10 order. Thì nghe order 10 order to go. Nghe gửi luôn. Tất cả các anh chị bạn đây nè, cứ cho bé người 20, người 50 lên thì nào cũng có tiền hết trơn á. Dạ. Ok, giờ mình bỏ lên nha. Của mình là 220 mấy ngàn người á. Cảm ơn và các bà con cô bác ở đây, anh chị em. Dạ, không biết nói lời như thế nào, nhưng mà thật sự là bà con cô bác đây rất là quan tâm với các bác các cô đây. Xin chân thành cảm ơn. Anh là bà con với bé hả? Dạ. Chú. Dạ. Chú của bé. Chú. Cũng không phải là anh. Anh bà con. Anh sáng giờ em nó bận rộn quá chừng luôn nè. Mua đâu mẹ? Dạ. Nó mua đâu rồi? Rồi nhanh tay giữ ta, nghề quá ta. Thợ đến từ Việt Nam nè. Việt Nam à? À hả? Cảm ơn anh đã tới ủng
ủng hộ nè anh Lợi. À, ông chủ nhà hàng hôm bữa mình ghé mình ăn. Rồi tới ăn ủng hộ. À, mấy chị của em nè mua ăn xong rồi mua to go đem về ủng hộ. Dạ. Oh, welcome. How many people? Dạ, xẻ ra, ủng hộ 100 đô. Chị cảm ơn chị, đưa tay đi để qua cái đường. Tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn nói là thức ấm cúng rồi cảm ơn các quý vị và đồng bào bữa nay ủng hộ. Dạ. Xua chẳng là. Con thấy cảm ơn rồi. How many people do you see here? Tất cả số tiền mà khách ấy xong rồi mình thối lại 20 đồng. Dạ, chị, dạ, cảm ơn chị luôn ha. Yeah. Một phần cho 20 đồng luôn. Lúc nào cũng cảm động á, lúc nào cũng không có nói nhiều quá ngại gặp. Do you want to say something to the girl? Or if you want to, you guys want to say something to the girl? Yeah. Woman, I need. Okay, woman, I need. So my husband, can you translate my husband, Trọng của em? I just wanted to say it's nice to be a part of this. And I wanted to thank you for coming out, and I know it's probably a little sad and we're really sorry for your loss, but hopefully this event will bring a lot of joy in your life, and I know there's brighter days ahead for sure. So I'm so thankful for everyone who came out to support you and help you. And I just hope you really feel the love from everyone here. So okay, and translate that. Okay, let me come. This lady said that she came to the event to support us. She was very sad. All the money we got was from the accident. Everyone at this event is supporting you. So thank you. Thank you. Cái này là bà mục sư và chồng mục sư không có đi được. So Pastor Tina, nice to meet you. Say something to her. I did. Well, and check her hands and oh yes, absolutely. Can I just put this right here? Yes. We just wanted to. God bless you. We're so sorry for everything that's happened, but we pray for you. For you. Everything works very well. Very well. Thank you. Thank you for coming. Thank you. What's your name? Jeremy. Thank you for coming. Yes. Thank you for being here also. Yeah, that's great. I'm so happy people are showing up. Trying to make a difference. Anh ủng hộ anh Lợi là tiệm bánh cua, bánh bún mắm. Sorry. Lợi Kitchen ủng hộ 100 đô. Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay. So. Yeah, thank you. Remember how she went to the restaurant to eat? Ăn bữa sáng. Ăn bữa sáng. Hai mẹ con vô ăn một buổi sáng. Ừ. Xong buổi chiều rồi tôi nghe tôi giật mình luôn. Thì qua cái so chị. In the morning they ate at his restaurant, her and the mom, and then in the evening when that car accident happened, that's when he is shocked. Wow. Just that day in the morning he saw her and her mom. Yeah. Cách đây hai ngày cổ mới ghé ăn nữa đây. Ghé ăn cái bữa không? 2 days ago she came to his restaurant to eat. Cảm ơn đi máu. Cách đây hai ngày cổ mới ghé ăn luôn.
cho bé thức ăn uống nóng thì mình không không tại vì đó trong quán mình bán nhiều tiếng mì bán nhiều món lắm mà tiền này là của anh này anh mua ba phần bánh cuốn nhưng mà gửi 60 đô là tặng cho bé 30 rồi ba phần chú gâu và còn lại giúp cho chồng bé cảm ơn chú không yeah, I talk enough every night. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn. Mà có cái chương trình gì thì cứ nói chỉ đi cho tôi góp thêm một đỉnh. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Trong một cái mấy hoàn cảnh này mình phải làm thôi. Đúng rồi, mình phải giúp thôi. Ai cũng khi tới đất nước Mỹ cũng vậy. Mọi người giúp đỡ cho mình. Hầu như mình tới đây hai bàn tay trắng. Thì khi mình làm có đồng tiền chút xíu, mình nên làm những cái việc gì ngày xưa mình trả lại ơn đời cho nước Mỹ. Dạ, đúng rồi. He said this is a normal thing to do. And that when he came to America, his hand is too empty hand, but America have taken him in and his family, and now he's just giving back. Mấy con tôi vì hồi xưa mình tới đây, bây giờ khi mình bắt đầu mình có con tôi giờ nó đi Army, nó đi vô được vô tới thiếu tá rồi. Mình thử rồi nói bây giờ tụi con làm bắt đầu có gì phải trả ơn lại cho nước Mỹ. Giống như ngày xưa mình tới nước Mỹ cho mình ưu ái cho mình, giờ mình phải trả ơn. Chứ mình giữ gì? Không giữ không được gì hết. So he said that you know when he and his family come to America. He teaches his kid, whatever you do, his son is in the army right now, in the high rank, and he tell his son, remember to always give back, because when we came here, America took us in, provide for our need, and help us pull our bootstrap up, so now you must give back to the community, give back to America. That's why he teaches kids. Tốt nhất mọi người khi tới được nước Mỹ rồi là cái hạnh phúc, làm được trả ơn cho nước Mỹ, không phải trả ơn cho nước Mỹ mà trả ơn đời cho những người đã giúp mình đi trước. Mình trả lại cứ tiếp tục để cho nước Mỹ nó giàu mạnh hơn, có người mọi trên thế giới họ yêu thích mình hơn thôi chứ là cái bây giờ cái lòng nhân từ của mình thôi. And he say always have a grateful heart, give back to the America, give back to the economy, because anyway it is helping America prosper. So thank you so much. Thank you so much. Mình chia sẻ. Đây là người tài trợ cho chương trình này nha cả nhà. Đây là Hoàng Montana nè. Thấy đông vui không? Đây là bé nè cho Hoàng coi nha. Hai chị Hậu bận thì Ken đại diện Ken ra Ken ủng hộ vô thùng mua Togo 30 ủng hộ luôn làm tròn luôn cảm ơn anh rất là nhiều đó Togo cà phê đó, giống kiểu Việt Nam không cà phê sữa đá đậu xanh lá dứa shipper luôn cái phần nhưng mà không hai phần hậu nửa phần ra nửa phần à chia rồi cảm ơn anh coi như là có shipper luôn nha mọi người mà muốn ăn Togo delivery là gọi bánh cuốn Tây Hồ gọi cho Ken đẹp trai Ken à không cậu nè rồi cảm ơn anh nhiều nha rồi cảm ơn anh Thường nè tới ủng hộ và cảm ơn anh dạ ủng hộ cho bé đó cái này là ý kiến của Hoàng mình thôi nè đã take over cái chương trình từ thiện của tụi em hôm nay. Dạ. Nhưng mà tụi em là chỉ Hoàng là coi như trong chương trình này là Hoàng là người đứng ra là người chính. Dạ, nhân vật chính để từ thiện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cho em trong đó. Bỏ trong đó. Tao không bỏ nữa tại vì cái này là tất cả số tiền bữa nay. Không, tiền ăn cũng bỏ trong đó luôn. Dạ. Dạ, tất cả những số tiền ăn tiền ủng hộ là nằm trong thùng đó hết. Đây là cái thùng tiền mà bé này sẽ giữ nè. Đó, khách trả tiền là ở trong này. Thì sáng giờ mình không biết là mình bán được bao nhiêu tiền. Thôi ăn hai hộp nha cả nhà ơi. Mai Dũng cầm đi.
nay tới cuối tuần, chứ không phải là chỉ hôm ngày hôm nay. Cái này mình khách rồi. Ở đây là ngoài đến bây giờ là mình đã thu được đếm được số tiền là 2.238 đô la. Thì còn vài bạc ngoài kia nữa. Mấy giờ rồi? Giờ là mấy giờ? Nửa tiếng mới đóng sổ. Nửa tiếng đồng hồ nữa. Em cũng có kêu gọi là nếu mà các anh chị nào không tới đây ăn được thì tụi em cũng có để một cái đường link website GoFundMe cho bé nằm ở phía dưới, thì các anh chị có thể là từ tiểu bang khác có thể chuyển tiền về. Thì những số tiền đó thì anh Mai cũng mát chung cho tụi em luôn phải không? Cái đó là phần sau, bây giờ phần này là phần này thôi, đây là cái khởi đầu thôi. Mai còn từ bé còn trẻ mà tương lai nhiều lắm. Lát mai sẽ ăn một cái chuyện lớn nữa. Mà cái điều ba thấy cảm thấy mọi vui này đó, người Việt Nam mày đúng là cái cao trường Việt Nam rất là thương người khác, rất là cao trường tình cảm. Đây là thật ra chị quảng cáo của công mi rồi. That's chị rất là nice thing, very good. Mỗi hai tuần là tụi em làm từ thiện, tụi em gửi cái số tiền này tại Việt Nam. Có một người bạn ở Montana là bạn Hoàng đã nói với tụi em á là bạn sẽ gửi 1.500 cho tụi em để tụi em mua đồ chuyển về Việt Nam cho từ thiện. Và hôm nay tất cả số tiền mà mình bán được hôm nay là cho bé này. Đó là ý kiến. Cảm ơn Hoàng từ Montana là chủ tiệm nail Sài Gòn Nail đã ủng hộ cho chương trình này. Thì Chi và đội ngũ như anh chị chủ là đã mở tấm lòng và có 200 phần để làm từ thiện hôm nay. Chị chủ đâu là đây anh chủ. Anh đây hả? Chào anh Dương nha. Cảm ơn anh. Vì sao có là tình cảm chứ của cộng đồng càng lớn càng rung phải không? Không anh Vân, mừng hay rung tại vì biết chứ, cái gì mình cho đi mình được lại thì mình được cái may mắn trả lại thôi. Cuộc sống này rất công bằng anh Vân, ai làm tốt sẽ được hưởng tốt thôi, cái chuyện đó rất là đơn giản. Công bây giờ em đại diện cho bánh cuốn Tây Hồ, thì mình đếm tiền đã hôm nay là cuối ngày thì là số tiền là 2.300 tổng cộng hôm nay. Thì bây giờ mình giao tiền qua bên cho bé. Thì chúc con vượt qua mọi khó khăn hiện giờ. Thì cộng đồng người Việt của mình cũng luôn thương con. Thì hy vọng con sẽ hiểu được tiếng Việt và con sẽ học thêm tiếng Anh để cho con hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ này. 2.300. Này số tiền bán được ở tiệm là 2.300. Thì anh Mai Vũng Tàu sẽ tặng cho bé thêm 2.300 nữa. Là coi như là đúng số tiền là double số tiền lên, gấp đôi lên. Nếu mà trăm rồi, quý vị mai còn 2 túi thì cái bách trăm. Thật ra là con số này ít hơn là dự tính. It's okay, good, anh không sao. Giờ thiếu nhiều. 300. So make even if it's 35, right? Okay. Wow, thank you. Mắt lên trên luôn. Quý vị cái điều đây cho bé hiểu là cộng đồng Việt Nam là hai cái thương mẹ cả. Và quý vị sẽ tới một cái đại nhạc hội gọi là You Are Not Alone. Mình sẽ làm cái nhạc hội để biểu dương người Việt ở Busan này, để biểu dương cái lòng tốt của người Việt ở Busan. Chứ người tốt lắm. Như mấy anh để bỏ thời giờ game anh quay này là cảm ơn mấy anh rồi đúng không? Rất nhiều người bỏ thời giờ cho nhiều không? Cho biết việc cho những người ở tụi em khác. Đừng có nói ồ, Busan này nhiều chuyện này nó không phải đâu. Busan này rất là nhiều chuyện tốt hay một chuyện này đâu. Nhưng mà đồng thời trong tay trái á thì người nào làm sai mình cũng phải giải quyết. Đúng chứ rồi. Không phải là chuyện tốt không. Chuyện tốt mình khen, chuyện sai trái mình phải giải quyết. Dạ. Yeah. Thì bà con cô bác lại chị em như lại chuyện không đến hôm nay một bé xin cảm ơn rất nhiều. Thực ra thì em cũng đã biết về cái câu chuyện của bé này vì là cái việc xảy ra nó ngay gần chỗ nhà em. Wow. Thì ngay gần cái ngõ của ngõ nhà em thì em cũng có một chút ủng hộ, thì em xin ủng hộ cho bé 500. Wow. Ê, 500 vậy là ăn
nữa rồi. Thì em cũng mong là hỗ trợ cho bé, giúp đỡ những cái khó khăn của em. Thì xin kêu anh chơi. Em tên là gì? Cảm ơn Thịnh. Em tên là Thịnh ạ. Thịnh có YouTube trên đầu gì cho tao biết chứ chút đó. Kênh của em thì cũng chắc ở đây cũng nhiều người biết. Đúng là Vinh Phát, lấy xe Vinh Phát. Dạ dạ. Rằng là thì em cũng xin gửi cho bé. Đây là người lái xe chiếc xe lên điện Vinh Phát bé bảo em mà đứng ít. Thì bé nói nếu mà bé có khả năng trong tương lai á, thì bé cũng là muốn góp một phần để giúp đỡ cho những người mà cũng khó khăn như bé. Cảm ơn rất nhiều. Thì trong chương trình này á, thì Chi cũng rất là cảm ơn bạn Hoàng. Hoàng từ Montana đã trực tiếp là giúp con 100%. Thì cô cũng muốn chia sẻ một cái điều này là rất là tốt.